Thưa quý vị, khách mời hôm nay là một nhân vật rất đặc biệt của sách truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường. Sinh ra trong một gia đình làm nông ở Khánh Hòa, vào năm 6 tuổi, chứng teo ca thị giác bẩm sinh bất ngờ ập đến với cô gái Nguyễn Thị Minh Thư. Khi vừa chập chững biết những con chữ đầu đời thì một mắt của Thư đã hoàn toàn không nhìn thấy, mắt còn lại thì thị lực giảm trầm trọng. Tuy nhiên, với sự đam mê, cố gắng và nỗ lực, tới nay Thư không chỉ được biết đến là cô gái vàng của làng cờ vua Paragem, mà còn là người truyền năng lượng với lối sống xanh, bền vững cùng mô hình cửa tiệm không rác thải, thân thiện với môi trường. Và chương trình khách mời hôm nay, mời quý vị sẽ cùng ghé thăm cửa tiệm nhỏ của Thư và trò chuyện cùng với cô gái đầy nghị lực này về mô hình cửa hàng xanh, bền vững mà cô đang theo đuổi. Nằm nếp mình trong căn hẻm nhỏ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cửa tiệm không rác thải Limmart do Minh Thư và các bạn khiếm thị khác cùng điều hành đã trở thành địa chỉ thân quen của các bạn trẻ theo đuổi lối sống xanh, bảo vệ môi trường. Đa phần các mặt hàng được bày bán ở đây đều là sản phẩm của các thành viên Limmart, những bạn không may bị khuyết tật. Những sản phẩm ở đây vô cùng là thân thiện với môi trường và rất là thích hợp với lối sống em đang mong muốn hướng tới ạ. Tại đây, những thứ bỏ đi như bao ni lông đã qua sử dụng đều được các bạn thu gom lại, xử lý và chế tác thành các sản phẩm mới. Những cái bịch ni lông rất là nhỏ vậy, khi quăng ra môi trường thì rất là ảnh hưởng. Thì thay vì đó em thấy biến nó thành một cái vật dụng mới, một cái dòng người mới mà phục vụ cho mọi người thì em thấy rất là vui. Khi mọi người vứt đi một cái túi ni lông thì thi bằng các bạn có thể giữ lại và gom lại thành một ít thì các bạn có thể mang đến cho nhà Limmart Zero Waste, thì thông qua đó thì những cái vật phẩm đó vẫn có thể hồi sinh lại. Với phương châm không có thứ gì là bỏ đi, Minh Thư và các bạn vẫn ngày ngày cố gắng xây dựng ngôi nhà chung Limmart với mong muốn sẽ lan tỏa nhiều hơn lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tới mọi người thông qua các sản phẩm xanh, sản phẩm tái chế mà nhóm đang hướng tới. Xin chào quý vị, bên cạnh Khánh Hà bây giờ chính là bạn Minh Thư, người đang trực tiếp điều hành tiệm tạp hóa xanh Limmart. Xin chào Thư ạ. Dạ, em chào chị Khánh Hà và chào quý vị khán giả của Việt Nam ngày mới. Sống xanh, sống bền vững thì vẫn chưa phải là một lối sống quá đại trà phổ biến hiện nay. Và cái việc mà mọi người chọn sử dụng cái lối sống này thì cũng còn khá là hạn chế. Thế thì tại sao các bạn lại lựa chọn là gắn bó với mô hình này? Và Thư có thể giới thiệu thêm một chút về tiệm tạp hóa xanh của mình ạ. Ở nơi đây tụi mình chuyên kinh doanh các dòng sản phẩm xanh thân thiện với môi trường với ba tiêu chí của tụi mình là xanh, sạch và tử tế. Xanh là tất cả các sản phẩm của tụi mình đều chiết xuất từ thiên nhiên, sạch là cái nguồn nguyên liệu của tụi mình đều là nguồn nguyên liệu organic, và tử tế là ở đây tụi mình muốn nâng cao nhận thức của người khiếm thị và tất cả các công việc điều hành vận hành của Limmart đều do các bạn khiếm thị làm hoàn toàn. Mọi người có thể mua bất kỳ một cái món đồ nào ở Limmart hết. Rồi cộng với thêm một cái nữa là giá thành. Ngày xưa mọi người khi mà nghĩ đến đồ organic thì nghĩ đến giá thành phải cao. Đó, nên là ở đây tụi mình cũng muốn là giá thành của tụi mình phải chọn lựa những cái sản nguồn nguyên liệu làm sao để rẻ, để giá thành nó thấp thì mọi người mới có thể dễ dàng sống xanh. Như đơn cử là mình có thể lên men nước rửa chén bằng trái bồ hòn thì giá thành nó rẻ, thì dẫn đến là sản phẩm ra nó rẻ và mọi người dễ dàng sống xanh hơn. Mình biết là con đường này nó khá là khó khăn hiện tại và cả tương lai luôn, nó sẽ khó khăn nhiều hơn, nhưng mà mình mong rằng một người thì làm chẳng được, nhưng mà nhiều người cùng chung tay lại thì cái vấn đề này sẽ được giảm thiểu thôi. Các bạn mà hoạt động ở đây thì sẽ có một phần khiếm khuyết nho nhỏ nào đó. Như vậy thì trong quá trình mà các bạn vận hành và hoạt động thì có những khó khăn trở ngại gì không? Tâm sự thật luôn là khách hàng đến nay còn khá là ít đó. Thì nên là doanh thu của tụi mình cũng đang còn hạn hẹp, nên là các sản phẩm của tụi mình được làm ra đa phần là làm theo thời vụ á, có nghĩa là khi nào có sản phẩm thì mấy anh chị mới đến để làm, nên là đời sống của mấy anh chị còn chưa có được đảm bảo, mấy anh chị vẫn phải đi làm những cái công việc khác ở ngoài để đảm bảo thu nhập. Thì mong rằng tương lai sắp tới mọi người ủng hộ Limmart nhiều hơn, không chỉ là để sống xanh, bảo vệ môi trường mà còn tạo ra công ăn việc làm cho những anh chị khuyết tật nữa. Vậy mình, cái định hướng của mình trong thời gian tới sẽ là gì với cái dự án mình đang làm nè, rồi sẽ có thêm những cái kế hoạch nhỏ nhỏ nào khác nữa không? Mục tiêu của Limmart muốn phát triển là mỗi trạm
trạm, mỗi quận ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một trạm Limoc và sẽ được điều hành vận hành bởi một bạn khiếm thị. Đầu tiên là sẽ các bạn khiếm thị sẽ có công ăn việc làm, sau đó là đội ngũ sản xuất, team sản xuất sẽ có nhiều anh chị hơn, được có công ăn việc làm ổn định hơn thay vì phải đi nhận gia công. Rồi khi mà lợi nhuận đi mất sẽ đã có một cái nguồn lợi nhuận ổn định á, thì tụi mình sẽ quay lại và tạo ra những cái khóa học cũng như là đầu tư lại cho các bạn khiếm thị, tại vì Limoc là được vận hành bởi người khiếm thị là sẽ đầu tư lại cho người khiếm thị để cho mấy bạn có điều kiện học tập và phát triển bản thân mình tốt hơn để có cuộc sống sau này ổn định hơn. Ở đây là các bạn sẽ nhận những sản phẩm nào, những sản phẩm nào mà có thể tái chế? Hiện tại là chiến dịch thu gom của tụi mình đang diễn ra ở các dòng sản phẩm như là túi ni lông đã qua sử dụng, túi giấy và túi chống sốc. Thì túi ni lông đã qua sử dụng, tụi mình thu gom về xử lý để tạo dệt thành vải ni lông để trở thành các cái sản phẩm thời trang như là túi laptop, túi top, túi sách, ví. Rồi còn ví dụ như túi giấy và túi chống sốc thì tụi mình thu gom lại để gói hàng cho khách cũng như là bán hàng cho khách. Tại vì tụi mình muốn có cái tiêu chí là tái sử dụng tất cả các sản phẩm nên tụi mình sẽ không có in bao bì riêng của Limoc. Đây cũng là một trong số những sản phẩm đó, có phải là được làm từ ni lông không bạn? Dạ đúng rồi, đây là túi laptop. Là khi mà mọi người mang đến ni lông đến cho tụi mình thì tụi mình sẽ vệ sinh và cắt thành sợi để dệt nên là vải ni lông. Thì cái công đoạn này sẽ được gia công tại làng may mắn do các anh chị khuyết tật làm. Thì tụi mình muốn tạo nên một vòng đời mới cho ni lông đã qua sử dụng. Và mọi người biết cái vấn nạn về rác thải nhựa cũng như là ni lông nó đang rất là nhức nhối. Thì đây là một cái cách mà tụi mình muốn cùng với lại xã hội cũng như là mọi người để giảm cái việc rác thải nhựa. Khi mà vào tiệm tạp hóa xanh của mình thì khách hàng rất ấn tượng với chiếc kệ nhựa này để đựng và trưng bày các sản phẩm. Ý tưởng này là của ai ạ? Thì ý tưởng này là của team Ly Mạc. Thì thời điểm lúc trước á, chị founder, chị Phạm Thị Kim Hằng á, khi mà lúc đầu thì khi mà mới làm á, thì tụi mình cũng bắt đầu vẫn là kệ thông thường, kệ gỗ. Nhưng mà sau á, đi thấy á, rất là nhiều nhà máy, nhiều xưởng họ thải ra những cái can rất là phí và họ sử dụng một hai lần họ bỏ thôi. Mà can đồ nhựa thì cái độ bền của nó rất là cao và rất là lâu. Thì lúc đó tụi mình mới suy nghĩ có thể nào mình có cách nào mà mình có thể tái sử dụng cái can này một cách mà nó dễ thương mà nó có thể hữu dụng hơn không. Thì đợt đó tụi mình mới bắt đầu thu gom, mọi người cho xong rồi về cũng mày mò rồi coi trên, tìm hiểu trên mạng rồi mới nghĩ ra là mình sẽ làm cái can này thay cho là kệ gỗ, kệ nhựa, kệ sắt. Gắn bó với mô hình này từ ngày đầu đến nay thì đến thời điểm này Thư có điều gì tâm đắc nhất đối với mô hình này và bạn có thông điệp gì muốn chia sẻ với khán giả của Việt Nam ngày mới không ạ? Mình thấy là có hai cái điều mà mình tâm đắc nhất khi mà làm việc tại Limoc. Điều thứ nhất là có một cái nhìn nhận khác đi về người khiếm thị, là tụi mình vẫn có khả năng làm được tất cả mọi thứ. Và mặc dù là nó hơi chậm, nó hơi khó khăn hơn so với người bình thường, khó khăn nhiều, nhưng mà tụi mình vẫn cố gắng và làm được. Thì tụi mình, cái nhận thức về người khiếm thị đối với mọi người sẽ được khác đi. Tụi mình không phải là người phải phụ thuộc vào người khác tạo nên gánh nặng của xã hội, mà tụi mình là người tạo tác động cho xã hội. Cái thứ hai là cái điều ý nghĩa thứ hai mà mình muốn truyền đạt đến mọi người là mọi người hãy bảo vệ môi trường. Tại vì môi trường có bền vững thì mọi thứ cuộc sống xung quanh của mình mới tốt được. Giống như vấn nạn về nhựa thì mọi người hiển nhiên là thấy biến đổi khí hậu hiện nay là rất là nhức nhối và mọi người cũng thấy. Chỉ cần mỗi người một ít, một giảm đi một túi ni lông thôi, giảm đi một sự bất tiện nhỏ về ống hút chẳng hạn, thì mình đã phần nào góp phần bảo vệ môi trường của mình rồi. Cảm ơn Thư vì ngày hôm nay đã dành thời gian cho Việt Nam ngày mới và hy vọng là tạp hóa xanh của mình sẽ ngày càng lan tỏa nhiều hơn nữa, giống như cái mục tiêu của các bạn là ít nhất bây giờ ở mỗi quận huyện thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ có một trạm để tiếp nhận những cái sản phẩm từ mọi người gửi đến. Dạ, cảm ơn chị Khánh Hà, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi chương trình Việt Nam ngày mới ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những thông tin tiếp theo trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay.